Trong tuần vừa rồi chúng ta học đồ thủy và chúng ta nói đến các huyệt đặc trị. Bây giờ tôi nếu như mà không nói đến cái phần này thì chắc có lẽ nó còn thiếu sót. Thì bây giờ tôi giảng thêm trước khi đi vào bộ thủy tiếp theo. Trong châm cứu thì chúng ta có một số các huyệt về mộ huyệt và bối du huyệt. Mộ huyệt và bối du huyệt theo định nghĩa thì nó chính là huyệt báo nguy. Thế nào là báo nguy? Thì cái điểm đặc biệt của nó là chúng ta có 12 đường kinh, bao gồm 6 kinh âm và 6 kinh dương. Mỗi một kinh âm nó đều có một mộ huyệt, và mỗi một kinh dương nó đều có một mộ huyệt. Như vậy chúng ta có 12 mộ huyệt của 12 đường kinh, 6 âm và 6 dương. Xét về du huyệt, bối du huyệt, tức là chúng ta có hai du huyệt, hai loại du huyệt. Du huyệt thứ nhất là ở tại các đường kinh, nó có một du huyệt. Nhưng mà vì du huyệt thứ hai nó nằm ở lưng, thành ra người ta đặt tên nó là bối du huyệt để xác định cái vị trí của nó và cái giá trị của nó khác nhau. Thì nói đến bối du huyệt thì nó sẽ có như thế này quý vị. Bây giờ quý vị xem nha. Ở kinh dương thì chúng ta có mặt đốc, tức là cái đường thẳng nằm giữa cột sống, và cái kinh bàng quang nó vận hành song song với lề mặt đốc, và nó đi từ trên đầu nó đi xuống, nó đi ngang qua cái vùng lưng và nó chấm dứt ở ngón chân út á. Thì ở cái phần mà kinh bàng quang nó sẽ có hai đường, một đường cắt cái mặt đốc cột sống á, một út rưỡi ngón tay, và một đường tiếp theo song song với lề mặt đốc nó cắt cái cột sống ba đốt ngón tay. Thì nó sẽ có mỗi một đường kinh như vậy, kinh âm và kinh dương nha, nó sẽ có bối du huyệt. Nhiều khi nó có một huyệt, nhiều khi nó có hai huyệt. Mà một huyệt hay là hai huyệt thì nó đều nằm ngang song song, nó dựa trên kinh bàng quang, và nó sẽ có hai huyệt hoặc một huyệt, mà cái vị trí của nó là nằm ở dưới đốt xương sống thứ mấy đó. Thì quý vị xem cái hình thì chúng ta sẽ thấy cái kinh tiểu trường vô, kinh bàng quang vô và kinh đại trường vô, tức là vô huyệt của đại trường, vô huyệt của tiểu trường và vô huyệt của bàng quang, nó chỉ có một huyệt thôi, còn các vô huyệt khác nó đều có hai huyệt. Tôi lấy ví dụ là thận vô, tức là nằm ở dưới đốt xương thứ 14 nha. Đo ngang ra thì nó sẽ có hai huyệt vô. Một huyệt là thận vô, nó cắt cái cột sống một cốt rưỡi. Và huyệt thứ hai là huyệt trí thấp, nó sẽ cắt cái đốt xương sống thứ 14 đó, ba đốt ngón tay. Như vậy là vô huyệt của thận nó sẽ có hai huyệt, thận vô và trí thấp. Thì điều này nó nói lên cái nét gì? Nó nói lên cái nét là khi quý vị sử dụng bối du huyệt mà nó có hai huyệt thì quý vị sẽ sử dụng luôn cả hai huyệt, còn cái nào nó có một huyệt là quý vị chỉ sử dụng một huyệt mà thôi. Thì có một số ý kiến, có một số lý thuyết cho rằng nếu sử dụng mộ huyệt, người ta cho mộ huyệt là chính chứ không có lấy du huyệt làm chính. Bởi vì các bệnh thuộc âm, tức là bệnh mà kể cả dương mà nó đã ở trong cái phần mộ, tức là vùng bụng ngực đó, mà nó báo nguy, tức là cái điểm nó đau mà nó thuộc mộ thì nó nặng hơn là cái điểm báo nguy ở bối du huyệt. Và người ta cho rằng
phải sử dụng mộ huyệt thì nó mới có kết quả hơn là sử dụng bối du huyệt. Thì đa số người ta sử dụng huyệt ngũ hành kết hợp với lại mộ huyệt, bởi vì người ta cho rằng sử dụng huyệt ngũ hành là đưa thẳng vào ở trong nội tạng, rồi đồng thời kết hợp với mộ huyệt để nó tiếp thu cái phần ngũ hành mà người ta sử dụng. Chỉ có khi nào mà bệnh thuộc về lưng thì người ta áp dụng bối du huyệt, và nó liên quan đến cái phần bệnh sở của nó. Tôi lấy thí dụ như là bệnh thuộc về can thì người ta sử dụng huyệt kỳ môn nhiều hơn là huyệt can du và hồn môn. Can du và hồn môn người ta không lấy cái đó làm quan trọng, mà người ta lấy kỳ môn cái đó làm quan trọng để chữa bệnh cho can. Người ta cho rằng khi sử dụng huyệt ngũ hành cần phải phối hợp với mộ huyệt của can thì nó mới điều chỉnh được cái bệnh của can, hơn là can du hồn môn. Thì tôi đưa cái phần này ra để bổ sung cái bài trước, để cho quý vị có một cái nhìn. Lẽ ra là tôi sẽ giảng vị trí các mộ huyệt và vị trí của các du huyệt, nhưng đối với tôi không cần thiết và không quan trọng. Bởi vì sao quý vị? Thứ nhất là mộ huyệt hay là bối du huyệt, nó chỉ là huyệt báo nguy, tức là nặng lắm thì nó mới xuất hiện điểm đau, còn không nặng lắm thì nó không xuất hiện điểm đau. Điều đó đúng hay sai? Điều đó đúng hay sai? Không đúng. Điều đó cũng có một phần đúng, mà cũng có một phần sai. Bởi vì sao? Bởi vì nếu thật sự là nó báo nguy mà cái điểm của nó đau thì mình nghĩ rằng nó nặng lắm. Nếu mà nó mới bệnh thì nó đâu có báo đau, nó đâu có báo nguy. Chẳng lẽ quý vị chờ lúc nó báo nguy rồi mới xài đến nó à? Điều đó sai, sai ở cái lý đó. Bệnh ở gan, bệnh ở thận, bệnh ở đại tràng, bệnh ở tiểu tràng, vân vân, mà nó chờ tới lúc nó nặng, nó báo nguy là lúc bây giờ cũng đã sửa soạn rồi, nặng lắm rồi nó mới báo đau. Cái vấn đề du huyệt, bối du huyệt, để tôi báo cho quý vị biết là làm thế nào để chẩn đoán cho nó được chính xác, cho nó được chuẩn. Rất là khó quý vị, khó lắm. Bởi vì sao? Bởi vì quý vị xem này. Tỳ vô, tức là dưới đốt xương thứ 9, dưới đốt xương sống thứ 9, đo ra 1.5 thốn. Ý xá, tức là đo ra 3 thốn ở dưới đốt xương sống thứ 9. Động vô là dưới đốt xương sống thứ 10. Rồi bây giờ nếu bệnh ở can, xin lỗi, can du là dưới đốt xương thứ 9, động du là dưới đốt xương thứ 10, tỳ du là 11, vị du là 12. Chúng ta có 4 đốt xương, 9, 10, 11, 12, tỳ, vị, can, động. Bây giờ tôi hỏi quý vị, cái điểm đau của nó nằm ở khoảng đốt xương đó. Bây giờ quý vị đếm, thì thường thường đó là người ta tính cái huyệt đại trùy, tức là dưới đốt xương, đi dưới đốt xương cổ. Thứ nhất, dưới đốt xương, xương sống lưng thứ nhất, rồi bắt đầu làm cái đó điểm chuẩn, rồi dưới 2, dưới 3, dưới 4, dưới 9, dưới 10, dưới 11, dưới 12, thì chúng ta mới nói đến tỳ vị can động. Bây giờ quý vị đếm đúng hay sai? Nếu quý vị đếm đúng thì quý vị chẩn đoán đúng, cái điểm đau của nó đúng thì quý vị có thể chẩn đoán được đúng. Đau ở tỳ, tỳ du, đau ở vị du, đau ở can du, đau ở đẩm du, thì quý vị có thể đoán đúng nếu quý vị đếm đúng. Bây giờ quý vị đếm sai thì sao? Bởi vì 9, 10, 11, 12 các đốt xương nó gần nhau lắm. Thành ra đây là cái điều mà trở ngại cho chúng ta nếu chúng ta đếm không đúng. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa
là nó nằm ở dưới đốt, nó nằm ở sau lưng, thì quý vị phải vặt lưng ra của người bệnh, quý vị kiểm tra. Thì đây là cái điều mà nó phần thiếu phần tế nhị. Cái đó là cái điểm thứ hai. Cái điểm thứ ba nữa là bây giờ quý vị đau, quý vị đếm được hay không? À, quý vị rất là khó đếm và quý vị chỉ nhắm chừng mà thôi. Thì như vậy, cái đó nó cũng cho khiến cho chúng ta nó có phần trở ngại. Thì đối với chúng tôi, đối với lục khí của tôi, thì tất cả những điều đó chỉ là phụ thuộc mà không quan trọng. Tức là đau đâu chúng ta dán salon bát đến đó, không cần biết nó là tỷ du hay là vị du hay là can du hay là động du hay là thận du, không quan trọng. Mà chúng ta dán huyệt, chúng ta châm ở các huyệt lục khí, thì ở điểm đó, ở điểm đau đó, chúng ta không cần phải biết đến nó là nằm ở dưới đốt xương thứ mấy mà tính ra. Thì đưa cái này ra, đưa cái phần mà mộ huyệt và bối du huyệt ra để cho quý vị có một cái nhìn, có một cái tài liệu để cho rõ ràng, để rồi quý vị đối với lục khí của chúng ta không quan trọng. Quý vị nắm được này chưa? Mộ huyệt cũng như là du huyệt, chỉ lấy cái đó làm nền tảng căn bản mà chúng ta không có xét đoán bệnh, không cần xét đoán bệnh là nó thuộc về cái nào. Chúng ta xem mặt, chúng ta có thể biết được rồi. Và nơi cái điểm mà đau đó nha, nó chúng ta dán salopath hoặc châm là chúng ta đã có kết quả rồi. Ai thắc mắc gì về này không? Không thắc mắc thì tôi lướt qua phần này nha. Và tôi bắt đầu chúng ta đi vào vị thủy. Bây giờ chúng ta đi vào bộ thủy thì chúng ta đã học các bộ khác rồi: kim, mộc, thử, hỏa, thổ. Và bây giờ chúng ta nói đến bộ thủy thì tôi có ý kiến như thế này, là đầu tiên là tôi hướng dẫn cái phần ít huyệt, và song song với đó là tôi hướng dẫn cái phần nhiều rồi. Thì tôi muốn là quý vị sẽ làm bài tập để cho quý vị nhập tâm. Cái phần bài tập thì đương nhiên là dựa cái căn bản của cái bài giảng, rồi quý vị về nhà quý vị làm thêm, để rồi thì tới chúng ta thảo luận. Bây giờ chúng ta nói cái phần bộ thủy nha. Quý vị sẽ thấy như thế này. Ở bộ thủy thì chúng ta có bốn dạng căn bản. Thứ nhất là thủ châm, thứ hai là túc châm, thứ ba là âm châm và thứ tư là dương châm. Cái đó là phần căn bản, tức là một bộ. Quý vị đã học ngay từ lúc ban đầu này. Một bộ, dùng một bộ để điều chỉnh khí huyết cho các bộ khác. Thì tôi ôn lại bài nhé. Khi quý vị sử dụng một bộ thủ châm, túc châm, âm châm và dương châm, thì lấy bộ thủy làm chủ kinh, thì ở bộ hỏa chúng ta không có việc nào hết, tức là 13 rồi. Quý vị thấy rõ cái này chưa? Ôn lại bài. Rồi bây giờ chúng ta nói đến lạc khích. Khi nói đến lạc khích á, thì
thủ châm, túc châm, âm châm, dương châm 13 huyệt ở thủ, túc 12 huyệt của dương và 14 huyệt của âm châm. Thì nói đến lạc hết là bây giờ chúng ta mới sẽ có các nét căn bản như sau. Khi quý vị sử dụng 13 huyệt thủ châm thì như vậy chúng ta ở cái kinh của thuộc bộ hỏa, chúng ta phải có một huyệt hoặc là âm châm, hoặc là dương châm, hoặc là thủ châm, hoặc là túc châm, đúng không ạ? Như vậy là chúng ta có, nếu chúng ta sử dụng lạc huyệt thì chúng ta không sử dụng khất huyệt, nếu chúng ta sử dụng khất huyệt thì chúng ta không sử dụng lạc huyệt. Như vậy trong trường hợp thủ châm, túc châm, âm châm, dương châm mà nếu chúng ta sử dụng luôn ở tại bộ hỏa thì chúng ta có mấy huyệt? 6 huyệt. 6 huyệt lạc hoặc 6 huyệt khất, đúng không? Đúng. Rồi. Quý vị nên áp dụng theo cái phương pháp mà 6 huyệt. Rõ cho anh chưa? Bây giờ tôi nói cho quý vị xem cho mình. Ở thủ châm nè. Đầu thủy nha, thủ châm. Chúng ta có 13 huyệt. Ở thủ châm chúng ta có 13 huyệt. Bây giờ chúng ta sẽ có 6 huyệt là Thứ nhất là 6 huyệt lạc, phải không? Yeah. Rồi. Bây giờ chúng ta không xài lạc huyệt ở thủ. Không xài. Thì chúng ta chọn 6 huyệt lạc ở cái nào để thay thế? Ở túc. Như vậy cách thứ hai nha là lạc hoặc là khích ở túc. Được không? Được. Cách thứ ba là chúng ta không xài lạc huyệt ở thủ cũng như ở túc, mà chúng ta xài 6 cái lạc huyệt ở đâu? Nếu mà chị nói biểu lý ở thủ, 6 lạc huyệt ở thủ, như vậy là tâm có lạc phải không? Tiểu trường có lạc phải không? Nó là biểu lý rồi. Phế có lạc phải không? Đại trường cũng có lạc phải không? Là cũng là biểu lý rồi. Tâm bầu lạc và tam tiêu nó cũng là biểu lý rồi. Thì như vậy chúng ta có, đến đây chúng ta có hai cái tánh, 13 huyệt ở thủ, chúng ta sử dụng lạc của nó hoặc khích của nó, đúng chưa? Thì đó chính là biểu lý, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta không xài lạc huyệt hoặc khích huyệt ở thủ thì chúng ta thay thế 6 huyệt lạc khích đó là ở đâu? Ở túc. Ở túc thì chúng ta có gì? Thận, bàng quang tức là biểu lý, can đởm là biểu lý, và tỳ vị cũng là biểu lý. Đến đây quý vị hiểu chưa? Bây giờ tôi nói, bây giờ bật vào tay và ở chân, quý vị xài huyệt chủ kinh cũng như là phụ kinh, tức là 13 huyệt lục khí ở tay làm chính. Bây giờ quý vị không xài lạc khích ở tay mà quý vị đưa 6 huyệt lạc khích xuống dưới chân, được không? Được. Thì đây là cái thứ hai. Cái thứ ba, thủ châm 13 huyệt căn bản. Bây giờ không xài lạc khích ở thủ, không xài lạc khích ở túc, chúng ta lấy huyệt lạc khích gì? Dương châm. Ở phần dương châm tức là lạc hoặc khích thuộc dương châm, phải không? Phần dương châm, âm châm không có lạc khích, được không? Được. 6 huyệt. Lúc này là không có nói biểu lý nữa mà nói về dương châm. 6 huyệt lạc khích của dương châm tức là đại trường có lạc, tam tiêu có lạc, tiểu trường có lạc, vị đởm bàng quang lạc, tức là 6 huyệt lạc của phần dương. Quý vị nắm phần này chưa? Yeah. Yeah. Bận vào tay nhưng mà nửa bên có vấn đề cũng liên quan, thì như vậy chúng ta không xài lạc khích phần âm mà xài lạc khích phần dương, được không? Được. Như vậy là cách thứ tư là chúng ta xài lạc khích ở âm
Như vậy là chúng ta có bốn cái nắm căn bản. Quý vị nắm cái này chưa? Bây giờ từ đây chúng ta suy ra có những cái căn bản khác. Quý vị xem thử đây có những căn bản nào nữa. Giải thích chỗ nào nữa? Từ bốn cái căn bản này quý vị có thể suy ra thêm cho tôi được có những cách nào không? Vừa thủ vừa túc. Cái thứ năm. Dùng lạc của thổ, lạc khách của thổ. Phần âm. Nó đi với lại gì? Lạc và khách. Ở túc phần dương. Quý vị thấy không? Rồi cái thứ sáu. Tức là lạc khách ở lạc khích ở thủ phần dương đi với lại lạc khích ở túc phần phần âm. Quý vị thấy rõ chưa? Tức là sáu cái tánh căn bản mà lạc khích nó được phổ được biến một cách rõ ràng. Cũng là sáu huyệt mà nó đi rộng thêm, nới thêm và giúp cho chúng ta có một cái nhìn sâu và lạc hết. Đương nhiên là tùy bệnh mà cho thuốc, mà đây là cái nét căn bản nhất. Quý vị theo dõi chưa? Đây là lục khí là khách mở rộng. Thì chúng ta linh động chúng ta làm. Mà cái căn bản này là cái căn bản rõ ràng. Thì như vậy ở thủ châm mà chúng ta có 6 cái nét căn bản sử dụng đặc khách. Phần túc châm cũng vậy phải không? Phần dương châm cũng vậy và phần âm châm cũng vậy. Quý vị thấy chưa? Còn gì nữa? Phần thứ nhất là lạc khích ở thủ. Nó thêm vào lạc khích của phần dương, túc dương. Được không? Được. Như vậy là có thêm 9 huyệt, 6 huyệt lạc khích ở tay, thêm 3 huyệt lạc khích ở dương châm. Rồi 6 huyệt lạc khích ở tay, thêm 3 huyệt của âm là 9 huyệt. Rồi gì nữa? 6 huyệt lạc khích ở phần dương thêm vào phần âm vân vân. Tức là chúng ta thêm, bởi vì tôi đã giảng qua cái phần mà hai bộ đánh với nhau. Quý vị thấy chưa? Hai bộ đánh với nhau tức là gì? Như là bộ thủy thủ châm đi với lại bộ thủy dương châm. Thì như vậy là chúng ta thấy thì là có 9 huyệt lạc hoặc 9 huyệt khích. Thấy không? Bộ thủy thủ châm đi với lại phần bộ thủy của âm châm. Thành ra cái này mở rộng ra thì chúng ta thấy rất là rõ nét về phần lạc khích. Mục đích duy nhất của chúng ta là điều chỉnh lại cái bộ thủy. Thủy nó, thủy khí hoặc thủy huyết, nó ổn định được vị trí, ổn định được cái vị thế đứng của nó, thì cái hỏa của nó sẽ được ổn định. Dùng thủy để ổn định cho thủy và đồng thời nó tự động nó ổn định cho hỏa. Quý vị nắm chỗ này chưa? Có ai thắc mắc gì về phần lạc khích chỗ này không? Không thắc mắc phải không? Rồi bây giờ cái câu hỏi đặt ra này. Tôi bôi đi nhá. Trong cái bài trước á thì chúng ta xem ở đây cái bộ thủy này nó có tất cả là bốn đường kinh mà đánh lạc khích, bốn đường kinh đánh lạc khích, tức là tiểu trường,
và thật. Đi với lại biểu lý từ trường là tâm, đi với biểu lý của thật là bằng quan. Chúng ta có bốn kinh này, đồng thời ở trên này bộ hỏa chúng ta có vị và tâm bào, liên hệ biểu lý của vị là tỳ, liên hệ biểu lý của tâm bào là tâm tiêu. Rồi bây giờ chúng ta có bốn huyệt là khích căn bản mà ở bộ thủy, gồm có tiểu trường, thật, tâm, bàn quan, là bốn kinh. Bây giờ tôi hỏi quý vị nhé, chúng ta xài thủ châm. Thủ châm thì nó bao gồm 13 huyệt đúng không? Rồi, vừa rồi tôi mới trình bày cho quý vị biết là lạc khích. Ở thủ châm chúng ta xài 6 huyệt đúng không? Bây giờ chúng ta xài 4 huyệt. Lạc khích của tiểu trường, tâm, của thật, bằng quan. Được hay không? Được không? Được. Tại sao được? Bởi vì tôi đã giới thiệu với quý vị rồi, ở cái bộ thủy thủ châm hay là túc châm, chúng ta có hai dạng đánh căn bản lạc khích. Một là lạc khích của chủ kinh, hai huyệt. Thứ hai là bốn huyệt của phụ kinh đúng không? Và thứ ba là sáu huyệt của nó đúng không? Thì đây là cái dạng bốn huyệt của chủ kinh này. Quý vị thấy chỗ này chưa? Đây là dạng bốn huyệt của chủ kinh. Mà ở thủ châm nha, thì nó sẽ không có huyệt lạc khích của thật bằng quan. Chúng ta xem bốn huyệt lạc khích của cái này, thủ châm cũng có nó, tức là tâm tiểu trường. Túc châm nó cũng có nó, là thật bằng quan. Dương châm cũng có nó, tức là tiểu trường bằng quan. Âm châm cũng có nó, tức là thật tâm. Quý vị thấy rõ chưa? Đây là cái nét đặc biệt của bốn huyệt mà ở chủ kinh. Thủ châm cũng có hai, túc châm cũng có hai, dương châm cũng có hai, mà âm châm cũng có hai. Như vậy thì bốn huyệt này là bốn huyệt căn bản nhất mà có thể dùng cho tổng thể của ít huyệt cũng như nhiều huyệt. Đây là cái điểm đặc biệt. Nếu quý vị sử dụng ít huyệt, lát nữa tôi sẽ trình bày tiếp sử dụng ít huyệt. Ở đây tôi sử dụng những huyệt căn bản 13 huyệt của thủ châm. Bây giờ quý vị xem nhé. Nếu quý vị sử dụng thủ châm 13 huyệt thì vừa rồi tôi đã trình bày là nó có tất cả là 6 cách căn bản là khích của thủ. Không xài là khích thủ thì xài là khích túc, không xài là khích thủ túc thì xài là khích của dương, không xài là khích của dương thì xài là khích của âm. Phải không ạ? Rồi 3 huyệt của âm đi với 3 huyệt ở dương, tức là chúng ta có 6 dạng căn bản đúng không? Còn thêm nữa thì chúng ta có 6 huyệt ở thủ, thêm 3 huyệt ở túc dương, hoặc là 3 huyệt túc âm vân vân. Nó biến rất là nhiều đúng không ạ? Bây giờ chúng ta không xài theo dạng 6 huyệt đó, mà bây giờ chúng ta xài 4 huyệt này. Được không? Được. Rồi, bây giờ thủ châm nhé. Bây giờ chúng ta đang xài bốn huyệt lạc khích của bốn anh này, tức là có thận và bằng quan. Bây giờ chúng ta bỏ thận bằng quan, chúng ta thay vào đó là thủ châm thuần túy. Thì như vậy quý vị cho tôi hai kinh thay thế kinh thận và thay thế kinh bằng quan là hai huyệt lạc khích của cái nào? Tâm bào là tâm tiêu. Tâm bào là tâm tiêu. Tâm tiêu và tâm bào lạc. Chúng ta lấy cái anh hỏa để thay thế. Cái nào thuộc thủ? Tâm tiêu và tâm bào lạc thuộc thủ. Thì như vậy chúng ta có bốn huyệt chủ. Mà bốn huyệt chủ này có nghĩa là gì? Quý vị thấy thì là tâm tiểu trường, nó là biểu lý. Tâm bào lạc, tâm tiêu, nó cũng là biểu lý.
Nó chỉ có hai kinh còn lại là Phế và Đại Trường không xài mà thôi. Quý vị thấy không? Bây giờ thêm Thế Phế và Đại Trường vô như vậy có nghĩa là 6 hệ phù thủ chấm. Bây giờ quý vị bỏ bớt đi thì có phải là bỏ bớt của Phế Đại Trường không? Đúng không ạ? À? Thành ra đối với lục khí nó có rất nhiều các biến, mà cái biến nào là cái căn bản? Thì từ cái ăn bốn cái ăn căn bản này nha, thì chúng ta loại bỏ túc, chúng ta thay thế thủ, thì chúng ta thay thế hai căn này là cũng là bốn. Quý vị nắm cái phần căn bản này thì quý vị vững lắm, không có sợ sai nha. Rồi bây giờ chúng ta nói đến yết huyệt này. Bây giờ lấy bộ thủy nha, lấy bộ thủy. Ở đây chúng ta có tiểu trường, yết huyệt nhất nha, yết huyệt nhất. Chúng ta sẽ chọn so sánh với anh thổ trên này. Ở đây là thủy, ở đây là thổ. Chúng ta so sánh hai nơi này, phần dương của đại trường. Rồi bây giờ tôi hỏi quý vị, trong trường hợp nào mà chúng ta kết hợp thủy với thổ, trong trường hợp nào chúng ta sẽ có các dạng như thế này? Tức là chúng ta so sánh bộ mặt ở cái anh này. Giả sử cái bộ khí vẫn có nghĩa là gì? Đi càng và đi thẳng. Đây là bộ mặt không bệnh, mặt đi mềm. Thấy rõ ràng là thốn quan sức thấu lực và mặt đi bình thường. Như vậy là không xét cái phần này, mà chúng ta xét qua cái phần này. Thì khi mà quý vị coi mặt á, thì quý vị sẽ thấy mặt bệnh là cái mặt mà nó không đi theo cái dạng này, là dạng mặt bệnh. Hoặc là cái dạng bình thường, đây là dạng mặt bình thường. Hoặc là cái dạng ở đây đi khôn, ở đây đi khảm, và ở đây đi khôn. Đây là cái dạng mặt bình thường thứ hai. Bây giờ cái dạng mặt bệnh nó nằm ở bên bộ huyết, thì nó sẽ có những cái cách như thế này. Khi mà quý vị xem mặt ở một bộ, quý vị sẽ thấy mặt của nó không đi theo cái dạng bình thường này là bệnh rồi. Thì quý vị sẽ thấy nó sẽ có hai dạng căn bản. Một là hai bộ giống nhau và một bộ khác nhau. Tức là mặt bệnh đó, hai bộ đi giống nhau và một bộ đi khác nhau, khác với hai bộ kia. Thứ hai là ba cái không có thể nào được. Một cái mặt, một cái trung bình và một cái yếu. Tức là hai thể căn bản. Một cái mạnh lắm, một cái trung bình lắm và một cái rất là yếu lắm. Nó sẽ có hai cái dạng thôi. Hai cái giống nhau và một cái khác. Hai cái giống nhau là gì? Hai cái cùng mạnh, một cái quá yếu. Hoặc là hai cái rất là yếu, một cái rất là mạnh. Nha, bây giờ chúng ta xem. Ở trong cái thể này, cái thổ và cái thủy, hai cái giống nhau và cái này khác. Bây giờ giống nhau của thổ và thủy thì nó giống nhau như thế nào? Cùng hữu lực hoặc là cùng vô lực? Thì quý vị trao đổi khí huyết giữa hai anh này với nhau, nhớ nha, đấy là phần căn bản. Hoặc là cái thể nữa là chúng ta, cái thể nữa là một cái hữu lực, một cái vừa, một cái vô lực. Thì cái anh này giả sử như nó vô lực, cái này nó vừa giả sử như nó đi khảm, mà cái này nó hữu lực giả sử nó đi càng. Thì như vậy chúng ta trao đổi khí huyết giữa hai cái anh này.
hoặc là hai cái này cùng mạnh, cái này đi trung bình, hoặc là hai cái này cùng yếu, thì nó chúng ta trao đổi khí huyết giữa hai cái này. Cái lối sử dụng huyệt của chúng ta tuy rằng nó trao đổi khí huyết giữa hai anh này, nhưng mà các anh kia nó đều liên quan với nhau. Đây là cái điểm đặc biệt. Nhờ cái gì quý vị? Nhờ cái gì? Nhờ là thích. Chính vì nhờ là thích, thành ra nó trao đổi khí huyết rất là đồng đều. Mà quý vị sử dụng là thích phải cho đúng thì nó trao đổi rất là đúng. Và đồng thời nhờ thêm cái gì nữa quý vị? Nhờ cái du huyệt, nhờ cái chủ kinh và cái phụ kinh. Nhờ hai cái phần căn bản đó là chúng ta thấy. Bây giờ tôi nói đến hai bộ này, tức là bôi bớt đi cái bộ này để cho quý vị nhìn rõ nha. Chúng ta xem nè, nếu lấy thủy làm chủ kinh, quý vị lưu ý cái điểm đặc biệt của chúng ta là quý vị từng bước quý vị đi thủ châm, túc châm, dương châm và âm châm. Đi theo từng bước một như vậy, quý vị sẽ thấy rất là rõ ràng mặt nó chuyển. Tức là ở cái dạng chữa bệnh, ở cái dạng nghiên cứu đều được hết nha. Đầu tiên quý vị đóng ít huyệt để quý vị xem thử xem hai cái này nó như thế nào. Bây giờ chúng ta lấy thủy làm chủ kinh, như vậy là chúng ta chọn cái phần dương, hiểu chưa? Tức là dương châm và đồng thời nó chính là thủ châm. Như vậy tiểu trường, chúng ta lấy huyệt gì? Tiểu trường là chủ kinh nha, chúng ta sẽ lấy huyệt gì? Tức là lấy huyệt hành thổ. Hành thổ. Thổ huyệt của tiểu trường là huyệt gì? Nguyên. Nguyên huyệt của tiểu trường, đúng chưa? Đúng rồi. Vì đây là chủ kinh, không có du huyệt. Như vậy ở đại trường, cái huyệt đầu tiên của nó là phải là du huyệt đã. Quý vị nắm chưa? Và đồng thời là phải có một huyệt thành thủy. Thủy huyệt của đại trường, tức là huyệt kinh. Ba huyệt này căn bản bắt buộc là khí huyết của nó phải trao đổi với nhau rồi. Rồi bây giờ nói đến lạc khích. Thì lạc khích cái căn bản của nó nha. Lạc khích căn bản của nó, căn bản nha, là chúng ta sử dụng tiểu trường và đại trường. Thì ở đây chúng ta sử dụng hai lần. Đây là cái căn bản. Mà muốn để cho khí huyết của nó luôn lưu đều, đồng đều, thì quý vị sử dụng bốn huyệt lạc khích cho tôi. Thì biểu lý của tiểu trường, biểu lý của tiểu trường thêm cho anh ta môn nữa, biểu lý của đại trường thêm cái gì? Thêm cái phế, thêm cái phế của này. Bốn huyệt là khích của thủ châm, quý vị thấy rõ chưa? Nó đi vào bốn huyệt thôi, không bắt buộc là bốn huyệt. Hai huyệt tâm, tâm bồ lạc, tâm tiêu ở đây. Mà chúng ta đang sử dụng đại trường thì chúng ta lấy đại trường làm là khích. Mà đại trường chúng ta nên thêm cái phế. Nhiêu đó đủ rồi. Quý vị làm đi, quý vị sẽ thấy mặt nó chuyển rất là đẹp. Và bệnh nó phải lui. Đây là ít huyệt nhất của chúng ta, gồm có dương châm và thủ châm, nó cũng nằm trong đó. Quý vị thấy đó chứ nhỉ? Đây là cái nét căn bản. Bây giờ nếu lấy đại trường làm chủ kinh, chúng ta có hai cái đánh phải không? Cái đánh thứ nhất là thủy làm chủ kinh, cái đánh thứ hai là thổ làm chủ kinh. Bây giờ thổ làm chủ kinh, thì như vậy đại trường làm chủ kinh thì hành gì? Hành thủy, tức là huyệt kinh. Tiểu trường hành gì? Hành
hành hành thổ tức là huyền tinh, huyền nguyên, huyền nguyên, huyền nguyên thêm vô huyền. Chúng ta thấy khác nhau chưa? Thủy làm chủ kinh thì đại trường phải có vô huyền, thổ làm chủ kinh thì tiểu trường phải có vô huyền. Hai cái đó khác nhau rõ ràng, thấy không ạ? Sự trao đổi giữa khí huyết của chủ kinh nó khác ở chỗ đó, là ở cái vô huyền. Bây giờ chúng ta sử dụng lạc hết thì tiểu trường đi với tâm là hai huyệt, hai huyệt là khích. Đại trường đi với phế là hai huyệt là khích. Quý vị cứ đóng nhau, cứ đóng nhau cơ thể ra cho chúng, thì quý vị sẽ thấy là mặt của nó chuyển rất là đẹp. Đây là phần căn bản nhất, đừng có bao giờ quên. Đúng chưa? Rồi bây giờ chúng ta nói đến túc trần. Về túc trần thì ở đây chúng ta sử dụng tinh tiền, ở đây chúng ta sử dụng tinh thần. Nếu lấy thủy làm chủ kinh thì như vậy kinh thần chúng ta sẽ sử dụng huyệt hành, hành thổ, thổ huyệt của thần tức là huyệt kinh. Rồi ở kinh tỳ, ở kinh tỳ chúng ta sử dụng huyệt du và huyệt thành thủy, thủy huyệt của kinh tỳ tức là huyệt bình. Nhiêu đây là huyệt lục khí căn bản đã xong, không cần thêm huyệt lục khí nữa. Quý vị thấy rõ chưa? Bây giờ nói đến lạc khích thì lạc khích của kinh thật phải là thêm căn bàng quang nữa, lạc khích của anh tỳ thêm căn bàng quang. Bốn huyệt lạc khích này là đầy đủ rồi, không có dư và không thiếu. Quý vị nắm phần này chưa? Âm châm cũng nó nha, thành tỳ tức là thuộc âm, tốt châm cũng nó. Rồi bây giờ chúng ta lấy anh tỳ làm chủ kinh nha, tỳ làm chủ kinh và thận làm phụ kinh, thì anh tỳ chỉ châm một huyệt là huyệt thủy, nhưng mà kinh thận là phải châm hai huyệt, có huyệt vô và huyệt kinh, lạc khích, tỳ vị và thận bằng quan. Nó chỉ khác nhau ở cái chỗ du huyệt chủ kinh hay là phụ kinh mà thôi. Quý vị phải nắm cái căn bản này thật là vững thì quý vị sẽ có một cái nhìn sâu. Bây giờ tôi nói hai kinh khác, cũng là hai kinh nha, mà lấy thủy làm chủ kinh. Tôi nói quan kim đi, kim. Ở đây quý vị lưu ý này, chúng ta sẽ thấy mặt bên đây bệnh thì hai bộ giống nhau một bộ khác. Chúng ta chọn thủy vì sao? Bởi vì hai cái này giống nhau mà cái này khác, hoặc là hai cái này hữu lực cùng hữu lực anh này vô lực, hoặc là hai cái này cùng vô lực mà cái này hữu lực, thì chúng ta chọn một cái riêng biệt, chúng ta chọn thủy. Hai cái này giống nhau chúng ta không xài, mà chúng ta xài cái anh khác, hoặc là nó hữu lực hơn hai cái này, hoặc là nó vô lực hơn hai cái này, chúng ta chọn cái anh riêng biệt này. Quý vị thấy chưa? Rồi giờ cái mặt bên này chúng ta chọn kim, chọn kim thì ở cái kim bên này, đây là cái phần riêng biệt. Nếu so sánh mặt bệnh ở bên này thì hai cái này giống nhau, anh này khác, chúng ta chọn cái khác đó. Hai cái này hữu lực, anh này vô lực, chúng ta chọn kim. Hai cái này vô lực, anh này hữu lực, chúng ta chọn kim. Giả sử nha, ở đây vô lực, ở đây hữu lực, ở đây vô lực. Đây là cái thể chúng ta nhìn, chúng ta có vẻ như là bệnh nhưng mà nó không có nặng, bởi vì giống như là cái dạng là bình mặt. Quý vị thấy không? Thế thì chúng ta chọn kim. Lý do là hai cái này giống nhau, anh này khác. Lấy cái khác đó làm một, làm cái điểm, làm cái kinh chính để chúng ta trao đổi.
Như vậy ở bên này chúng ta chọn một và chọn một rồi, thì hai cái âm này chúng ta trao đổi khí huyết với nhau. Thế nói chưa? Thì khi mà trao đổi khí huyết với nhau á, thì không cần biết là cái âm này hữu lực hay cái này hữu lực, không cần biết, chỉ biết bên này chúng ta chọn một và bên này chúng ta chọn một là xong. Quý vị nắm chưa? Hiểu chưa này không? Hiểu rồi, phải không ạ? À? Rồi, bây giờ lấy thủy làm chủ kinh. Dương châm, thủ châm, túc châm, âm châm, bốn cái căn bản. Thủ châm trước nha. Thủ châm thì chúng ta chọn tiểu trường. Bên này chúng ta chọn phế. Thủy làm chủ kinh. Như vậy tiểu trường chúng ta chọn huyệt hành kim. Tiểu trường mà hành kim tức là huyệt kinh. Ở phế chúng ta phải có du huyệt bởi vì nó là phụ kinh và đồng thời hành của nó là thủy, huyệt tấn của kinh phế hành thủy, mà tấn của kinh âm phải đi với huyệt hợp của kinh viên tức là huyệt hợp của kinh tam tiêu tức là huyệt thiên tấn. Như vậy ở đây chúng ta có thêm huyệt hợp của tam tiêu, chúng ta có ba huyệt và một huyệt chủ kinh là bốn huyệt căn bản của lục khí. Thế đó chưa? Bây giờ nói đến lạc khích. Lạc khích chúng ta chọn bốn huyệt. Lạc khích của gì? Phế và đại trường. Tâm tiểu trường. Thủ châm. Phải không? Thủ châm. Quý vị thấy rõ cho thầy chưa? Đủ rồi, không có thêm nữa. Quý vị áp dụng đi, quý vị sẽ thấy chẳng những hai cái khí này nó trao đổi mà đồng thời nó trao đổi luôn cả những các cái bộ khác nữa. Có những vị chỉ nghĩ rằng trao đổi hai cái khí này mà mấy cái kia nó không trao đổi. Điều đó không đúng. Bởi vì chúng ta đã biết thì là sử dụng một huyệt là nó có khả năng tăng và giảm, thăng và giảm kể cả hai chiều, chứ không phải đơn thuần là một chiều kim sinh thủy hoặc là thủy phản sinh kim. Nó bắt buộc ta phải trao đổi, và trao đổi hai cái này, kim nó trao đổi của thủy thì cái mộc của nó cũng ảnh hưởng, thủy nó nhận được cái khí hóa, cái khí huyết của kim thì cái hỏa nó cũng ảnh hưởng. Bốn cái này là ảnh hưởng thì thổ thử cũng phải ảnh hưởng. Thì ảnh hưởng như thế nào thì mặt của nó sẽ chuyển một cách tốt đẹp khi chúng ta sử dụng đúng huyệt, không có sai. Quý vị nắm phần này chưa? Bây giờ nói đến túc châm. Ở túc châm thì chúng ta lấy kinh bằng quang, bên này chúng ta lấy kinh thật. Khoan đã, trước khi đến túc châm thì bây giờ tôi nói đến cái phần bộ kim làm chủ kinh. Bây giờ nói đến kinh phế làm chủ kinh. Bên này tiểu trường phế là chủ kinh nha. Thì phế sẽ châm tấn hợp của kinh tam tiêu. Đủ chưa? Đủ rồi phải không? Rồi, ở kinh tiểu trường phải có vô huyệt và đồng thời có huyệt hành kim tức là huyệt kinh. Nó chỉ có cái khác là du huyệt mà chủ kinh không có, phụ kinh có, đó là phần căn bản. Nó cũng nhiều đó huyệt thôi, nhưng mà bỏ bớt cái anh du huyệt trên này đi thì cái anh này nó sẽ thành chủ kinh, mà đưa cái du huyệt của cái anh tiểu trường vào thì tiểu trường là phụ kinh. Rõ chưa? Rồi bây giờ tôi nói đến vấn đề mà túc châm. Túc châm thì ở đây có kinh bằng quang, ở đây có kinh thật. Bây giờ chúng ta lấy thủy làm chủ kinh. Thì như vậy chúng ta có kinh thật phải châm huyệt hành gì? Hành kim. Kim huyệt của kinh thật tức là huyệt hợp phải không ạ? Hợp. Ở kinh bằng quang
phải có du huyệt, bởi vì nó là phụ kinh, đồng thời thêm huyệt hành hành thủy, tức là huyệt tĩnh. Ở đây chúng ta có ba huyệt, ba huyệt này là đủ để cho khí huyết ở đây nó lên lưu rồi. Nhưng mà để ổn định cho khí huyết ở các bộ khác thì chúng ta thêm bốn cái du huyệt, à xin lỗi, bốn cái lạc huyệt hoặc kích huyệt. Mà lạc huyệt chúng ta sử dụng tốt trong thì ở đây chúng ta sử dụng thận bằng quang. Bây giờ chúng ta coi ở bên đây thận, ở bên đây bằng quang. Bây giờ chúng ta xem nha, chúng ta có bốn huyệt nha. Thận ở đây chúng ta cũng bằng quang. Đến đây chúng ta chỉ có hai kinh. Bây giờ chúng ta sẽ chọn hai kinh nữa dùng để làm việc mà thuộc tốt, quý vị chọn cho tôi thoại. Tốt thì cái thằng can, kinh can, kinh gì? Can với cái thằng vị, vô cái thằng can. Đúng vậy, chúng ta xem. Chúng ta ổn định cái kim thì cái anh mộc cũng phải ổn định. Mà cái anh mộc này tức là chúng ta chọn tốt, tức là gì? Kinh can. Kinh can nha. Ở bên này chúng ta ổn định cho thủy thì cái anh hỏa nó cũng sẽ được ổn định. Mà cái anh hỏa thuộc tốt thì chúng ta sẽ lấy kinh được. Quý vị thấy nét này chưa? Nó rất là hay. Hoặc là thêm bên nữa nha, hoặc là chúng ta thấy là thận bằng quang can vị, đúng không? Chúng ta chọn đúng không? Nhưng mà ở đây chúng ta thấy thận bàng quang nó là biểu lý, thì chúng ta phải chọn và nên chọn biểu lý. Nếu chúng ta chọn can thì biểu lý của can tức là gì? Đỡ. Chúng ta sẽ có bốn kinh: thận bàng quang, can, đỡ. Nếu chúng ta không chọn can mà chúng ta chọn vị thì chúng ta sẽ có biểu lý của vị là tỳ. Chúng ta sẽ có bốn huyệt lạc khích của thận bàng quang tỳ vị. Thấy không? Mà nếu chúng ta kỹ hơn nữa là chúng ta sử dụng luôn 6 lạc huyệt. Chúng ta sẽ có nhiều cái tánh nha. Nếu chúng ta chọn 4 huyệt làm chính thì chúng ta sẽ chọn thận bàng quang, can vị. Can nó liên quan thuộc túc với kim, vị nó liên quan đến hỏa thuộc túc với thủy. Chúng ta chọn 4 anh này. Nếu chúng ta không muốn chọn 4 cái anh này thì chúng ta chọn biểu lý, mà lấy chúng ta lấy can thì chúng ta sẽ chọn đỡ, chúng ta sẽ có thận bằng quang can đỡ. Nếu chúng ta không muốn chọn can đỡ thì chúng ta chọn tỳ vị. Mà nếu chúng ta lấy luôn hết 6 huyệt này được không? Được. Đều được hết, bởi vì lạc hết không có hành. Quý vị thấy không? Nếu quý vị chọn đúng nha, chọn đúng thì quý vị sẽ chọn là thận bằng quang can vị, đúng rồi. Thận bằng quang can đỡ, đúng rồi. Thận bằng quang tỳ vị, đúng rồi. Thật bằng quang can đỡ thì vì châm sáu về lạc cho nó nằm khỏi phải suy nghĩ. Quý vị thấy chưa, cái nét của lục khí nó rất là hay. Mà huyệt lục khí căn bản của nó, nếu lấy thận làm chủ khinh thì chúng ta sẽ có ba huyệt này mà thôi. Bây giờ nếu lấy bằng quang làm chủ khinh, nếu lấy bằng quang làm chủ khinh thì không có du huyệt ở bằng quang mà có du huyệt của can thận. Huyệt lục khí có thay đổi không? Chúng ta xem. May mắn là ở kinh thận không có huyệt tĩnh của kinh âm, phải không ạ? Thành ra chúng ta không cần thêm huyệt thở của kinh dương phối hợp. Huyệt nó cũng vậy thôi, nhưng mà ở bàng quang chỉ có một huyệt tĩnh, thận nó sẽ có hai huyệt. Nhờ cái du huyệt đó mà nó xác định được cái giá trị của chủ kinh hay là phụ kinh. Còn huyệt lạc hết giống nhau không khác. Ai thắc mắc gì phần này không? Đối với hai bộ đến bây giờ thì quý vị bắt đầu rõ rồi. Khi chúng ta xem mặt, chúng ta chọn một bộ, chỉ là một bộ ở tay trái, một bộ đã yêu cầu gì? Hai bộ giống nhau, chúng ta không chọn, chúng ta chọn bộ khác.
mà tại bên tay phải hai bộ giống nhau, chúng ta không chọn, chúng ta chọn bộ khác. Chính vì mỗi một bên chúng ta chọn một bộ khác, thành ra chúng ta có được cái sự trao đổi giữa hai bộ với nhau. Quý vị nắm này chưa? Thì cái phần này tôi chỉ ôn lại mà thôi, nhưng mà đi sâu một chút xíu nữa về lạc thích và chủ kinh, thành ra quý vị có một cái nhìn thật là rõ ràng. Cái điểm nữa là như thế này. Bây giờ giả sử ở đây nó thổ lực, hai bên này giống nhau, ở đây nó hữu lực, hai bên này đi giống nhau, như giả sử nếu mà thầy Thảo nói như vậy thì bên này tôi chọn bộ thủy, bên này chúng ta chọn bộ hỏa. À, thì như vậy chúng ta chọn cái chỗ nào? Chẳng lẽ bên này chúng ta chọn thủy mà bên này chúng ta chọn hỏa? Nếu bên này chọn hỏa mà bên này chọn thủy thì nó như thế nào quý vị? Thì nó thuộc về một cái dạng khác mà chúng ta sau này chúng ta sẽ học tới. Bây giờ không nói đến cái phần khác nữa. À, thì bây giờ nói đến cái phần này. Nói đến phần này thì quý vị sẽ thấy như lên như thế nào. Bên này nếu quý vị lấy thủy làm chủ kinh, không thể nào xài được bộ hỏa chủ kinh được, thì quý vị sẽ chọn một trong hai cái này. Hoặc là kim đi với thủy, hoặc là thử đi với thủy. Nếu quý vị đánh theo cái lối của chúng ta, tức là trao đổi khí huyết giữa kim thủy như phần thí dụ vừa rồi, hoặc là thủy với thử, thì cái anh hỏa này nó có chuyển hay không? Chuyển như thường, vẫn chuyển như thường, mặc dầu chúng ta không động đến. Quý vị nắm chưa? Bây giờ quý vị chọn thủy vào thử nha. Thủy vào thử mà ở bên này thủy làm chủ kinh, thử sẽ làm phụ kinh. Nếu chúng ta chọn dương châm thì bên này chúng ta chọn thử chưa? Bên này dương châm chúng ta chọn đỡ. Khi quý vị chọn đúng rồi thì mặt ở bên này nó sẽ quân bình cho hết tất cả các cái kia. Đây là cái điểm đặc biệt. Lẽ ra trên lý thuyết là ở đây phải chọn hỏa, trên lý thuyết là ở đây chọn thủy, nhưng mà thủy hỏa chúng ta chọn không được với nhau. Chủ kinh cũng là dở, cái nào chủ kinh cũng dở. Tại sao? Tại vì cái du huyền. Quý vị đã biết là chọn bộ thủy làm chủ kinh thì phần du huyệt ở bên bộ hỏa không được đụng đến, đúng không? Cái căn bản nằm đó. Thành ra nếu chọn ở đây làm chủ kinh thì cái du huyệt ở đây là phụ kinh không được, bởi vì du huyệt ở đây nó hành thủy, du huyệt ở đây nó hành hỏa. Thành ra thủy hỏa mà sử dụng du huyệt thì nó sẽ ở cái dạng không có chuyển mặt mà xấu thêm, nhớ nha. Thành ra ở đây chúng ta chọn dương châm nha, dương châm thì thử. Rồi, nếu dương châm tiểu trường làm chủ kinh thì chúng ta sẽ chọn huyệt thành thở, tức là huyệt tĩnh. Tĩnh huyệt tiểu trường hành thở ở đó làm phụ kinh thì phải có du huyệt và thêm huyệt thành thủy, tức là huyệt gì? Huyệt kinh. Kinh huyệt của đỡ hành thủy. Đủ chưa? Huyệt lục khí như vậy là đủ rồi. Bây giờ nói đến bốn cái âm là khích. Chúng ta thấy ở đây có tiểu trường thì chúng ta chọn tâm nha. Ở đây có đỡ, chúng ta chọn can. Đủ chưa? Đủ rồi. Đây là một cái năng thứ nhất. Đây là cái năng thứ nhất nha. Chúng ta chọn tâm tiểu trường, chúng ta chọn can đỡ, nó có vấn đề biểu lý trong đó.
hiểu không? Rồi bây giờ chúng ta không chọn, chúng ta đang chọn dương châm mà, à mà bây giờ chúng ta loại bỏ âm, cái phần âm đi, âm và can bỏ đi, chúng ta không xài. Bây giờ chúng ta xài dương châm xem nó như thế nào. Chúng ta chọn cái gì quý vị? Chúng ta sẽ chọn cái dương châm như thế nào? Chúng ta nhìn cái đoạn thực thử, thì chúng ta nhìn qua cái anh đại trường thuộc thọ. Như vậy chúng ta chọn đại trường. Và gì? Và gì? Và vị. Dương châm. Đại trường và vị. Thấy không? Chúng ta có vốn huyệt thuộc dương. Thật ra lục khí nó có rất nhiều cách tấn, mà cách tấn nào nó cũng quy về quân bình. Nó quân bình. Nếu chúng ta chọn biểu lý thì chúng ta chọn can đờn, tâm tiểu trường. Nếu chúng ta chọn dương châm thì chúng ta chọn đại trường và vị. Nếu chúng ta không chọn dương châm mà chọn âm châm, à thì chúng ta chọn cái gì? Tâm, can, gì nữa? Thận, thận và tâm bồ đề. Âm chân. Con người trố mắt ngó. Mà đúng vậy, tại vì tôi nói nhanh quá đi, thành ra quý vị theo không kịp thế thôi. Nhưng quý vị cứ suy nghĩ, chúng ta có rất nhiều cách tánh, mà cách tánh nào nó cũng quy về là quân bình giữa thủy hỏa. Mà ít huyệt nhất, ít huyệt nhất là bốn cái lạc huyệt hoặc khất huyệt là căn bản, rồi trao đổi khí huyết với nhau. Như vậy là chúng ta có 6 huyệt, 7 huyệt tất cả. Mà cách chọn huyệt lạc khất là dựa vào căn bản biểu lý, dựa vào căn bản âm châm, dựa vào căn bản dương châm. Thủ châm có thể dùng lạc khất ở thủ, thủ châm có thể dùng lạc khất ở túc, thủ châm có thể dùng lạc khất ở dương, thủ châm có thể dùng lạc khất ở âm. Đó là những cái cách căn bản, mà từ căn bản này quý vị sẽ có những cái căn bản tiếp theo. Bây giờ tôi cho bài tập quý vị làm nha. Bây giờ quý vị làm, quý vị ở nhà quý vị soạn cho tôi. Chúng ta có kỳ tới, chúng ta đi sâu vào ba bộ mặt, ba bộ huyệt, ba bộ. Bởi vì ba bộ rất là quan trọng quý vị. Tôi nói cho quý vị nghe nó quan trọng như thế nào. Chúng ta xem này. Nếu nói về hai bộ thì chúng ta có bốn thể. Nếu lấy bộ thủy làm chủ kinh thì hỏa chúng ta không xài, thì chúng ta sẽ có thủy thử, thủy mộc, thủy thổ và thủy kim. Chúng ta có bốn dạng. Bây giờ nói đến ba bộ. Ba bộ. Thứ nhất là bộ huyết thủy mộc thổ. Thứ hai là thổ kim thủy. Ok, để tôi vẽ cho quý vị. Ôn lại thôi, cái này chúng ta đã bàn rồi. Ba bộ này với nhau. Thứ hai là thổ kim thủy. Thứ ba là kim thủy thử. Thứ tư là thủy thử mộc. Thứ năm là thủy thổ thử. Thứ sáu là thủy kim mộc. Nếu lấy thủy làm chủ kinh, quý vị thấy sáu nét này chưa? Chúng ta sẽ đào sâu ba bộ này với nhau, từng bước đi thật là chậm, thì quý vị sẽ có một cái căn bản hai bộ rồi. Bây giờ cái căn bản của ba bộ, thì quý vị sẽ thấy từng bước một, mỗi cái đều khác nhau rõ ràng lắm. Thì quý vị soạn cho tôi, kỳ tới quý vị soạn cho tôi thủy làm chủ kinh, mà trao đổi khí huyết giữa thổ và mộc. Thì bao gồm cái gì?
bao gồm cái thủ châm, túc châm, âm châm và dương châm. Ở đây nó được một cái lợi thế là âm châm cũng là nó, phải không ạ? Rồi túc châm cũng là nó, phải không ạ? Thì thủy làm chủ kinh, rồi quý vị có thì giờ quý vị sẵn soạn thêm cũng cái phần âm, mà mộc làm chủ kinh, có thì giờ soạn thêm cái thổ làm chủ kinh, thổ học rồi, mộc học rồi, thủy coi như cũng học rồi luôn. Thành ra quý vị nên nhớ thì là sở dĩ tôi đưa cái phần này ra, riêng cái phần này ra là để nhấn mạnh vào cái bộ huyết, dùng bộ huyết là để điều chỉnh trong huyết và đồng thời điều chỉnh chất khí. Đây là cái điểm đặc biệt của lục khí. Mà nếu quý vị không nắm vững ba bộ, điều chỉnh ba bộ chính là điều chỉnh sáu bộ không khác. Mà đánh một bộ chúng ta đã học ngay lúc ban đầu, rồi đánh hai bộ với nhau ôn lại bài, quý vị đã có một cái căn bản rồi, từ nhiều huyệt cho đến ít huyệt nha. Thì quý vị soạn cho tôi, kỳ tới chúng ta thảo luận sâu về vấn đề nào là một bộ mà thuộc về ba bộ bậc về bên bộ huyết nha. Thì nói đến bộ huyết có nghĩa là nói đến bộ khí. Rắm nữa quý vị chọn bộ hỏa làm chủ kinh, rồi thêm kim làm chủ kinh, rồi thử làm chủ kinh, quý vị cứ soạn bài rồi quý vị sẽ có một cái nhìn thật là rõ ràng. À, mà điều chỉnh bộ huyết rồi điều chỉnh bộ khí, thế thôi, phải không ạ? Có ai thắc mắc gì không? Khó không? Dễ, dễ lắm, có căn bản rồi, dễ lắm, phải không ạ? Rồi không gì thắc mắc, chúng ta ngừng ở đây. Rồi kỳ tới chúng ta thảo luận về bộ thủy, bộ thổ và bộ mộc. Rồi chào quý vị nha. À, kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi xin được hân hạnh trình bày bộ thủy túc châm và bộ thủy của âm châm, hai bộ đi chung với nhau. Thì như quý vị đã biết đó, là chúng ta áp dụng theo cái phương pháp salon phát, thì cái miếng salon phát quý vị cắt làm 6, tức là đầu tiên quý vị cắt làm đôi, sau đó rồi quý vị cắt làm 3, 1/6 của miếng salon phát quý vị cắt thành hình vuông, sau đó rồi quý vị một miếng hình vuông như vậy quý vị dán lên trên huyệt. Và bây giờ chúng ta có thể bắt đầu là bộ thủy túc châm trước. Thì chúng ta theo dõi nha. Thì như quý vị đã biết là khi chúng ta xem mặt thì bộ thủy nó thuộc về bộ sức ở bên tay trái. Bệnh thuộc túc thì chúng ta dùng túc châm nha. Thì cái giá trị của túc châm nó được nói lên cái nét là khí và huyết của ở bộ thủy nó sẽ luôn lưu di chuyển hết tất cả các bộ đó. Do đó cho nên bệnh thuộc túc thì chúng ta dùng túc châm có giá trị trực tiếp. Rồi bây giờ tôi nói đến bộ thủy túc châm, tức là kinh thận. Nào bây giờ chúng ta xem, thì vị trí các huyệt thì quý vị đã biết rồi, tôi không lặp lại. Bây giờ chúng ta có 13 huyệt căn bản ở bộ thủy túc châm, tức là huyệt tĩnh, kế đến là huyệt vinh, thì chủ kinh là thận, thành ra không có du huyệt.
Chúng ta đến huyệt kinh và huyệt hợp. Thì quý vị lưu ý là tĩnh của kinh âm nó sẽ đi với lại huyệt hợp của kinh dương, tức là kinh kinh vị. Rồi, kinh hạnh là chủ kinh, thì kinh tỳ và kinh can phải có du huyệt. Do đó cho nên quý vị sẽ tiếp tục giảng du huyệt của kinh tỳ và du huyệt của kinh can. Kế đến là chúng ta sẽ chọn ở kinh tỳ và kinh can hai huyệt hành thủy. Thì thủy huyệt của kinh tỳ tức là huyệt vinh, và thủy huyệt của kinh can tức là huyệt kinh. Như vậy là chúng ta xong cái phần âm châm nha, thuộc về thận, tỳ và can. Rồi bây giờ chúng ta liên tục đến huyệt của kinh dương. Thì như quý vị đã biết là thủy là chủ kinh, thì hỏa sẽ không có huyệt nào hết. Như vậy là kinh vị chúng ta không có huyệt nào ngoại trừ cái huyệt hợp, túc tâm lý phối hợp với huyệt tĩnh, dũng tuyệt. Bây giờ chúng ta sẽ xét đến hai kinh còn lại của kinh dương, tức là kinh bàng quang và kinh đợm. Bàng quang và đợm là hai kinh phải có du huyệt. Kế đến chúng ta sẽ chọn một huyệt thủy của hai kinh này. Thì thủy huyệt của kinh bàng quang tức là huyệt tĩnh, và thủy huyệt của kinh đợm nó lên bốn thốn mắt cá ngoài nè, đó là huyệt kinh. Như vậy là chúng ta đã xong túc châm của bộ thủy. Rồi bây giờ chúng ta khoan nói đến lạc hết, bây giờ chúng ta nói đến âm châm của bộ thủy. Thì bây giờ chúng ta xem nè, đối với trường hợp mà chúng ta đánh hai bộ, thì vừa rồi là tôi trình bày túc châm của bộ thủy, bây giờ tôi trình bày tiếp bộ âm châm của bộ thủy. Âm châm của bộ thủy thì cái phần này thuộc âm. Chúng ta khoan, chúng ta loại bỏ cái phần mà dương của túc nha. Bây giờ chúng ta nói đến phần âm. Thì đây là cái đánh thứ hai mà chúng ta cũng phải lưu ý. Khi nào chúng ta sử dụng âm châm? Âm châm là trường hợp mà bệnh nó thuộc nửa bên và bệnh thuộc âm, thành ra chúng ta đánh bộ thủy thuộc âm. Chúng ta đã biết là bộ thủy thuộc âm thì chúng ta có kinh thận là chủ kinh, và chúng ta sẽ đánh tĩnh, vinh, kinh và hợp. Tĩnh của kinh âm chúng ta sẽ có một huyệt hợp, tức là huyệt túc tâm lý của kinh dương. Rồi kế đến kinh tỳ và kinh can chúng ta phải có du huyệt, và chúng ta sẽ có hai huyệt thủy, một của kinh tỳ tức là huyệt vinh, và huyệt thủy của kinh can tức là huyệt kinh. Rồi bây giờ chúng ta xong cái phần túc, bây giờ chúng ta nói đến phần thủ. Thì kinh thận là chủ kinh, thì kinh tâm bộ lạc thuộc hỏa không có huyệt nào hết. Thì chúng ta còn lại hai kinh, kinh tâm và kinh phế. Kinh tâm và kinh phế là hai kinh phải có du huyệt. Kế đến là chúng ta sẽ chọn huyệt hành thủy của kinh phế. Thủy huyệt của kinh phế tức là huyệt tĩnh. Thì tĩnh kinh âm nó sẽ phối hợp với huyệt hợp của kinh dương, tức là huyệt thiên tĩnh, huyệt hợp của kinh tâm tiêu. Rồi bây giờ chúng ta nói đến huyệt thủy của kinh tâm. Huyệt thủy của kinh tâm tức là huyệt hợp của kinh tâm đó. Rồi, như vậy là chúng ta đã xong 14 huyệt thuộc về âm châm nha. Rồi bây giờ chúng ta nói đến lạc khích này. Bây giờ nói đến lạc khích thì quý vị sẽ có hai cách đánh. Bây giờ chúng ta phối hợp giữa túc châm và âm châm thuộc thủy. Thì khi mà chúng ta phối hợp như vậy thì chúng ta sẽ có một cái nhìn như thế này, là bệnh thuộc túc và bệnh thuộc âm. Do đó cho nên chúng ta phối hợp cả hai. Thì khi mà đối với những trường hợp mà bệnh nhân mà họ sợ kim, thì chúng ta hoặc sử dụng túc châm, rồi phần thủ chúng ta bấm huyệt, tức là giảm đi một phần của các huyệt đạo. Hoặc là quý vị sử dụng âm châm và bấm cái phần mà dương của túc. Như vậy là chúng ta đã
kết hợp được giữa túc châm và âm châm. Bây giờ tôi nói đến là khích, thì chúng ta khi mà chúng ta phối hợp được cả hai bộ với nhau, tôi gọi nó là bộ rưỡi đó, thì quý vị lưu ý là chúng ta có hai cái đánh lạc khích. Khi quý vị dùng lạc thì sẽ không dùng khích. Thì ở đây tôi dùng khích để cho quý vị xem. Chúng ta có hai cái đánh khích huyệt. Một là sử dụng hai huyệt nha, thuộc về chủ kinh. Thì ở đây là hai bộ, cho nên chủ kinh của nó là gồm có thận, tâm bồ lạc và vị. Tức là ba kinh này thuộc về chủ kinh. Thì chúng ta nói đến khích huyệt của thận. Thì khi mà khích huyệt của thận, chúng ta có huyệt thủy truyền, thì lạc huyệt đại trung chúng ta không xài. Rồi bây giờ chúng ta nói đến kinh tâm bồ lạc, thì khích huyệt của kinh tâm bồ lạc là chúng ta sử dụng, và lạc huyệt chúng ta không xài. Kế đến chúng ta nói đến khích huyệt của vị là chúng ta sử dụng, và lạc huyệt của vị chúng ta không xài. Đây là cái tánh thứ nhất. Cái tánh thứ hai là bốn kinh còn lại, tức là kể cả túc châm và âm châm, chúng ta có sáu kinh. Sáu kinh đó là gì? Là kinh tỳ, kinh can, kinh bàng quang, kinh đởm, kinh tâm và kinh phế. Như vậy chúng ta sẽ chọn khích huyệt chúng ta đánh, và lạc huyệt chúng ta chấm nhưng mà không có sử dụng. Thì bây giờ vừa rồi chúng ta, cái tánh thứ hai là chúng ta không xài các lạc khích ở tại kinh chủ, tâm bồ lạc, vị và tâm thận. Rồi bây giờ chúng ta nói đến lạc khích của tỳ can. Lạc khích của tỳ can thì bây giờ chúng ta nói đến khích của kinh tỳ. Lạc của kinh tỳ chúng ta không xài. Khích lạc huyệt của kinh can chúng ta không xài. Khích huyệt của kinh can chúng ta xài. Bây giờ chúng ta nói đến khích huyệt của kinh bàng quang và lạc huyệt của kinh bàng quang chúng ta không xài. Chúng ta nói đến khích huyệt của kinh đởm mà chúng ta không xài lạc huyệt của kinh đởm. Rồi bây giờ chúng ta nói đến khích huyệt của kinh phế chúng ta xài, và lạc huyệt của kinh phế chúng ta không xài. Chúng ta nói đến khích huyệt của kinh tâm chúng ta xài, và lạc huyệt của kinh tâm chúng ta không xài. Như vậy là chúng ta đã xong cái phần thứ hai đánh về lạc khích. Thứ ba là tất cả các lạc khích chúng ta đều áp dụng hết. Thì như vậy là tôi đã trình bày xong cái phần túc châm thuộc thủy kết hợp với lại âm châm thuộc thủy. Thì quý vị nào có gì thắc mắc thì xin cứ email cho tôi ở thảo_đặng5@yahoo.com, thì tôi sẽ cố gắng trả lời thư của quý vị, và chúc quý vị thành công trong vấn đề học tập cũng như trong vấn đề tự chữa bệnh cho bản thân và cho gia đình. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi xin được giới thiệu một cái lối chữa bệnh mà áp dụng ít huyệt, mà lấy bộ thủy từ túc và thủ châm để cho quý vị có một cái nhìn là ít huyệt ra làm sao. Thì bây giờ chúng ta có thể bắt đầu được rồi. Thì bây giờ cái miếng salon pad, quý vị đã biết là
chúng ta cách làm 6, tức là chúng ta cách làm đôi, sau đó rồi chúng ta cách làm 3. Và 1 phần 3 như vậy, chúng ta sẽ cách thành hình vuông và chúng ta sẽ dán với trên quyền. Thì đây là cái phần mà bộ thủy, mà cái căn bản 2, tức là cái căn bản trước giờ. Trong trường hợp mà chúng ta bắt đầu cái bộ thủy nha, thì bây giờ em đưa cái tay bên kia đây, tức là thuộc về dương châm. Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu chúng ta làm. Thì trước hết á, là ở cái bộ thủy chúng ta có hai kinh. Kinh dương của nó là tiểu trường, kinh âm của nó thuộc thận. Thì cái huyệt ở trên kinh tiểu trường chúng ta chọn hai huyệt, tức là huyệt tĩnh và huyệt vinh. Rồi, hai huyệt này quý vị đã biết là cái bộ mà thủy thì nó sẽ có bốn huyệt, tức là huyệt tĩnh, vinh, kinh và hợp thuộc dương. Nhưng ở kinh âm thì là tĩnh, vinh, nguyên, xin lỗi, tĩnh, vinh, kinh dương là tĩnh, vinh, nguyên và kinh. Còn kinh âm của nó là tĩnh, vinh, kinh và hợp. Thì như vậy là nếu chúng ta đánh tĩnh, vinh của kinh tiểu trường thì kinh thật chúng ta sẽ đánh kinh và hợp. Đó, thì quý vị cũng thấy thì là hai cái huyệt mà tĩnh vinh ở thủ chúng ta sử dụng rồi, thì ở túc kinh thận chúng ta không sử dụng tĩnh vinh, mà là chúng ta sử dụng tiếp theo là huyệt kinh và huyệt hợp nha. Rồi bây giờ không có du huyệt nha, chủ kinh không có du huyệt. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem là ở tĩnh vinh này là hành gì. Huyệt tĩnh là hành thử, thì như vậy chúng ta sẽ chọn thử kinh. Thử kinh tức là nó đi qua kinh tâm, thì kinh tâm nó sẽ có du huyệt và một huyệt hành thủy, như vậy là huyệt hợp của kinh tâm hành thủy. Rồi chúng ta xem huyệt vinh của kinh tiểu trường là hành mộc, thì như vậy nó sẽ liên quan đến huyệt mộc của kinh tâm tiêu. Kinh tâm tiêu như vậy chúng ta có du huyệt. Chúng ta sẽ chọn hành thủy, thủy huyệt của kinh tam tiêu tức là huyệt nguyên. Thì đến đây là chúng ta xong cái phần tĩnh vinh của kinh tiểu trường. Tôi nói lại, tĩnh vinh của kinh tiểu trường chủ kinh không có du huyệt, mà phụ kinh nó sẽ có du huyệt. Huyệt tĩnh của kinh tiểu trường hành thử, thì như vậy nó liên quan đến kinh tâm. Chúng ta sẽ chọn thủy huyệt tức là huyệt hợp. Huyệt vinh của kinh tiểu trường hành mộc, nó liên quan đến kinh tâm tiêu, thì như vậy chúng ta chọn thủy huyệt của nó. Rồi bây giờ chúng ta nói đến túc. Huyệt kinh và huyệt hợp của kinh thận. Huyệt kinh của kinh thận hành thổ, thì như vậy chúng ta sẽ chọn huyệt hành thổ của kinh túc. Kinh túc mà hành thổ tức là kinh tỳ. Như vậy là kinh tỳ chúng ta sẽ có huyệt du trước và huyệt hành thủy, thủy huyệt của kinh tỳ tức là huyệt vinh. Rồi chúng ta nói đến huyệt hợp của kinh thận tức là hành kim. Như vậy kim huyệt của kinh nha, kinh kim tức là kinh bằng quang. Kinh bằng quang thì chúng ta sẽ có du huyệt trước và huyệt hành thủy tức là huyệt tĩnh. Đến đây là chúng ta xong. Cái sự kết hợp này là sự kết hợp giữa tiểu trường và thận. Chúng ta chia nó ra là tĩnh vinh, kinh hợp. Thì với lối đánh này thì như vậy là chúng ta tuy rằng ít huyệt nhưng mà đi chọn kinh và được chia đều ra theo cái hành của kinh và cái hành của huyệt. Rồi bây giờ tôi nói đến huyệt lạc. Thế thì bây giờ nói đến huyệt lạc thì chúng ta xem như thế này. Là tiểu trường và thận, tức là bộ thủy, thì chúng ta sẽ có bốn lạc huyệt căn bản. Lạc huyệt của tiểu trường nó sẽ đi với tâm, tâm tiểu trường biểu lý. Bây giờ chúng ta sẽ chọn lạc huyệt của kinh tiểu trường và lạc huyệt của kinh tâm.
Kế đến là thận, nó sẽ đi với bàng quang. Như vậy lạc huyệt của thận nó sẽ kết hợp với lạc huyệt của bàng quang. Đến đây là chúng ta đã xong cái phần mà lạc huyệt kết hợp với lại ít huyệt của bộ thủy. Thì quý vị có gì thắc mắc thì xin cứ email cho tôi thảo_5@yahoo.com, thì tôi sẽ giải thích và tôi sẽ hướng dẫn thêm. Nếu quý vị có thắc mắc thì quý vị áp dụng ít huyệt theo cái bộ thủy mà tôi mới trình bày thì quý vị sẽ có một cái nhìn sâu về châm cứu. Và tôi chúc quý vị thành công, có được sức khỏe bản thân và giúp cho gia đình với xã hội. Xin cảm ơn quý vị.